Thưa quý vị, vòng cuối cùng là một cái vòng mà chúng tôi rất là may mắn được nhiều bậc nấu ăn của thượng hạng ở những quán cũng như là những con hẻm nhỏ. Có thể là món sang trọng, có thể là món bình dân, hoặc là những món mà nó nhỏ nhẹ nhưng mà nó đi vào lòng người nhờ cái hương vị. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được ăn một cái món mà tuổi teen các bạn gái rất là thích. Và vô tình luôn, đây chính là người hàng xóm của Trường Giang. Wow. Hơn 30 năm nay, con hẻm 96 Phan Đình Phùng, quận Phú Nhuận đã trở thành địa điểm quen thuộc cho những thực khách mê món phá lấu. Phá lấu bà ngoại, cái tên nghe thân thương và gần gũi biết bao. Chào ngoại. Dạ. Ngoại ơi, ngoại cho con một chén nha. Con ăn đủ thứ hay sao? Dạ, cho con ăn đầy đủ. Nồi phá lấu của bà gây thương nhớ cho biết bao thực khách, không chỉ bởi chất lượng mà còn xuất phát từ sự gần gũi và cái tâm của người làm ra nó. Nấu lâu, nấu cho nó mềm. Nó mềm xong rồi mới qua đây. Mà trong khi đem về á, phải lột ra, phải lạng mỡ, phải cạo, phải ngâm. Nhưng quanh đây là biết hết, sớm nào cũng biết hết. Rồi mấy cô, mấy cậu mà ở xa, mẹ ở quê á, Hà Nội rồi đó, vô cũng kiếm bà ngoại. Ai cũng kêu bằng bà ngoại. Tới nước ngoài về cũng kiếm bà ngoại. Phải để phá lấu bà ngoại cho người ta biết. Cái nghề này đối với bà không chỉ như một thói quen, một niềm vui cho đỡ buồn tay chân lúc về già, mà còn là cả một gánh lo gia đình phía sau. Ngoài có mấy người con? Có một người con bán nước đá đây nè. Thì mần hai vợ chồng nó mần nước đá. Đó, ba đứa cháu nội giờ đi học thì ra trường rồi mà đi làm nữa chừng là nó bị tai nạn. Cái xe máy nó chạy, nó đi bộ, nó băng qua đường. Xe máy nó chạy đó. Té là cái xe buýt, xe mà chở công nhân nhỏ nhỏ, 18 chỗ ngồi, chạy rồi tới nó cắn. Cắn qua xương sống, gãy xương chậu, bể xương chậu. Năm 2 năm mấy rồi, tới Tết thì nữa là 3 năm rồi. Ngoại bán thì cũng thấy vui, ở nhà thì nó buồn, với ngoại bán chừng nào mà không đi được nữa là thôi. Chứ giờ sao giờ, bán để lo cho tụi nó đó. Bà biết con không? Quên. Quên. Con ở kế cái chỗ bà bán. Chỗ nào? Đây là bà ngoại Phạm Thị Hoa. Có phải ngoài bán phá lấu ở hẻm 69 đường Phan Phùng đúng không? Đúng. Nhà hàng của con là Destiny White House, đối diện cụ, con là 96-2. Mỗi ngày đi ngang này thấy cụ ngồi trong một con hẻm nhỏ. Đó, ngồi lặng lẽ múc từng chén phá lấu cho đứa nhỏ tới nó ăn. Con đi ngang cũng nhìn ngoại hoài, nhớ tới bà ngoại của con. Mà ngoại không thèm nhìn con một lần. Chứ không kêu. Dạ. Không kêu hoài. Đâu dám kêu, đang bán kêu quạo sao? Không có, không có đâu. Cứ gần trưa là ngoại bán, tới chiều chiều muộn muộn là ngoại nghỉ. Con theo dõi ngoại dữ lắm. Chỉ ngoại thờ chứ con thôi. Ngoại, mình bán phá lấu được nhiêu năm ngoại? 30 năm. 30 năm. Mình bán vậy thu nhập ổn định không ngoại? Dạ. Có bữa thì bán được, có bữa thì bán hơi chậm. Với lại hôm nay mưa chắc bán chậm ngoài hả? Không, mưa là đắt. À, mưa thì ta khoái ăn món này. Ăn cái món nóng. Dạ. Trời nắng quá là bán chậm. Dạ. Mà già rồi sao không nghỉ ngơi mà bán gì dữ vậy? Bán kiếm tiền. Năm nay ngoại nhiêu rồi? Năm ngoại 83. Ồ, 83 tuổi mà vẫn đi bán hàng, khủng khiếp, vỗ tay, sức khỏe phi thường. Đây, con gửi ngoại một cái món quà từ chương trình Thi Đường Ẩm Thực để mình gọi là kỷ niệm với chương trình nha ngoại. Rồi sau đó ngoại có thể nào cho tụi con mỗi đứa một chén được không? Được. Con muốn ăn mấy chén cũng được hết. Dạ, thôi tụi con ăn chén thôi, mỗi đứa ăn chén thôi. Rồi, bữa nào con đi ngang đó con kêu ngoại. Con kêu rồi ngoại nói, đứa nào đó? Mà không nhớ con là chết con nữa. Nhớ chứ. Nhớ nghe, con là đối diện luôn á. Thấy thấy văn bản nói là tiện nhân viên đúng không? Tiện người.
đúng rồi ngoại. Ngoại thấy sao hay vậy ta? Ngoại đi ngang đó mà. Hay quá ngoại ơi. Ngoại đứng ngoại coi mà. À, tiện ngoại tính vô tuyển dụng hả ngoại? Tuyển hai người vào bếp à, biết nấu gì bò à. Ồ, mình ơi. Với tuyển mấy cô tiếp viên mà phải biết tiếng Anh, có bằng tiếng Anh. Ngoại đứng ngoại coi mà. Ngoại sao trí nhớ khủng khiếp à? 83 tuổi mà nhớ tiễn mấy cô không? Mày biết tiếng Anh. Thôi bây giờ mình đang phá lấu ngoài hả? À. Dạ, mời ngoài. Mời mọi người. Mời cả nhà. Cảm ơn ngoại. Em mời anh, mời mọi người. Trong này nó mấy món rồi. Dạ. Khăn lông, tổ ong, rồi lá khế. Cái này thiếu món lá sách thôi. Dạ, không có lá sách, không biết. Ngoại ơi, sao mình bán món gì khác, mình bán phá lấu ngoại? Hiện tại hồi nào giờ bán cái này quen rồi. Dạ. Hồi đó ai chỉ cho ngoại nấu này? Hồi đó thì ông già ngoại. Dạ. Ông già ngoại hồi đó là thợ nấu ăn, nấu bếp. À, con rất là cảm ơn ngoại đến với chương trình. Bởi vì di chuyển rồi đem đồ ăn tới, rồi đem đồ ăn về, rồi xe cộ nó rất là phức tạp. Mà ngoại thì cũng có tuổi mà ngoại vẫn đến với chương trình. Đó là vì sao? Vì tình yêu thương dành cho chương trình Thi Đường Ẩm Thực. Và tụi con cũng cảm ơn ngoại một lần nữa. Và cũng xin chúc cho ngoại cùng gia đình sức khỏe dồi dào, làm ăn phát tài, tiền vô như nước ngân hàng, tiền ra như giọt ly cà phê đen. Và bây giờ là phần thưởng dành cho hai đội. Yeah! Mình có rương đó nha. Này, đấy. Mờ nè. Chưa được mờ đúng không ạ? Mờ chưa ạ? Mở đi nào. Ủa, đây bên là kia mở trước đi. Bên kia mở trước đi. Ôi, bên ít mở trước đi. Ồ, hay nhỉ. Ồ, sao biết ít, sao biết ít. Mình có nhiều, mình mở trước. Ít đúng rồi, nhiều mở trước đi. Ui. Ôi, chết rồi. Ôi, thì nhiều tô công này, nhiều tô công nét. Được. Đâu, đứa nào? Hồi hộp quá mọi người ơi. Không quá nhờ. 3 triệu đồng. Số đuôi còn, số đuôi anh ơi. Số đuôi nối vào. Hả? Mình được 7 triệu đó. Chơi rất dở. Rồi. Ăn rất nhiều. Trả lời câu hỏi không được. Nhưng định mệnh sắp đặt là phải thắng. Yes. Ăn nhiều, chơi dở, câu hỏi không biết, vậy mà lấy 7 triệu. Vậy hay chưa? Chơi giỏi, không sao, được mọi người công nhận là được rồi. Đây anh đưa đây. Gái, mình gái. À, quên. À, dạ không sao, à, chơi giỏi, mọi người công nhận là được rồi ạ. À, anh đưa đây, dạ vâng em xin ạ. Thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay rất là vui và cảm ơn quý vị đã đồng hành của chúng tôi, đã theo dõi chương trình từ đầu tới giờ. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông và giải trí Điền Quân thực hiện. Chương trình được phát sóng vào lúc 20:35 tối thứ tư hàng tuần trên HTV7. Xin cảm ơn nước mắm Caramel đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn mọi người. Còn màu đỏ đúng không? Đó, màu đỏ. Hai đứa chỉ nghe giọng một người đàn ông nói tiếng Nam nha. Rồi, anh kêu đừng gõ cái đó mà. Đập đi. Ừ, đúng rồi đó. Nước mắm Colorman, đậm đà hương vị truyền thống.